Dương Lam mua đầm tặng vợ thay cho đồ bộ. Tâm lý có thừa nhưng gu thẩm mỹ bất ổn, trở thành ông chồng quốc dân mà chị em luôn mơ ước. Tặng cho em nè. Cái đầm á. Dạ dạ nè, dạ trân. Vì em mặc đồ kia ghê quá, mấy chị nói là sao mặc đồ xấu quá. Anh xin mua gì ghê. Ủa sao nó ấy vậy? Lớn vậy trời. Điên quá nhỏ này. Cái mặc đồ bộ đẹp hơn á. Nổi tiếng là sao nam thương vợ nhất Vbiz, Lê Dương Bảo Lâm thường dành tặng vợ những món quà ý nghĩa. Cụ thể, thay bà xã suốt ngày mặc đồ bộ, nam danh hài đã mua tặng Quỳnh Quỳnh một chiếc đầm, nhưng liên tục bị chê khiến khán giả không khỏi thích thú. Được biết đến với vai trò thánh hài của showbiz Việt, Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt được nhiều người yêu mến vì độ lầy cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Anh ngày càng được công chúng đón nhận hơn vì tính cách hài hước, thân thiện và giản dị mỗi khi góp mặt trong các chương trình giải trí. Bên cạnh công việc, nam danh hài còn dành nhiều thời gian để bên cạnh gia đình, không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ và các con trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải đoạn video khoe dịp mua tặng bà xã Quỳnh Quỳnh chiếc đầm vì suốt ngày thấy vợ mặc đồ bộ. Khi được chồng tặng quà, người đẹp đã rất bất ngờ và hứng thú mặc thử chiếc váy. Tuy nhiên, sau khi diện bộ đầm trên người, cô lại thể hiện biểu cảm thất vọng về chiếc váy rộng thùng thình, không vừa vặn với dáng người. Trong đoạn clip được đăng tải, Quỳnh Quỳnh còn hóm hỉnh hỏi chồng: "Anh mua gì vậy? Em mặc đồ bộ đẹp mà." Màn trao đổi đáng yêu của cặp đôi khiến khán giả phải bật cười. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Lê Dương Bảo Lâm đúng chuẩn ông chồng quốc dân. Khi thấy vợ chê không đẹp, ngay lập tức nam danh hài đã đăng tải đoạn video kèm dòng caption dí dỏm để bày tỏ sự bức xúc. Anh hỏi mọi người rằng: "Mấy chị cho em hỏi cái đầm này đẹp không mà sao Quỳnh chê? Thấy bà bị quở mặc đồ bộ hoài nên em đi mua. Mấy chị trả lời công bằng giúp em." Phía dưới bài đăng, cộng đồng mạng đã khen ngợi sự tâm lý của Lê Dương Bảo Lâm và không quên góp ý cách chọn váy tặng vợ cho nam danh hài. Đây không phải lần đầu tiên Lee Min Ho Đồng Nai mua quà tặng Quỳnh Quỳnh. Trước đó anh cũng từng chia sẻ đoạn clip mua tặng điện thoại mới để chúc mừng bà xã giảm cân thành công. Không những vậy, nam danh hài còn lây lội để hộp điện thoại trong nồi đựng thức ăn để tạo sự bất ngờ cho bà xã. Đọc dòng trạng thái của anh đính kèm đoạn video, người hâm mộ có thể thấy Lê Dương Bảo Lâm đặc biệt yêu thương và quan tâm đến gia đình. Nam diễn viên viết rằng: "Em Lâm nè, mua cho chị livestream chiếc xe điện thoại cũ hoài, cà giật thấy tội, vợ em nó kẹo thiệt mấy chị ơi." Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm từng tiết lộ, anh bị vợ chửi rất nhiều khi thấy tấm ảnh của mình và Sĩ Thanh. Nam diễn viên chia sẻ, để lâu rồi anh không được đi chơi nên vui quá xỉn và không gọi điện cho bà xã được. Anh giải thích với Quỳnh Quỳnh rằng, mình và nữ ca sĩ chỉ là anh em với nhau, không có gì phải ghen tuông. Sau đó, trong đoạn clip đăng tải này, Lê Dương Bảo Lâm còn bất ngờ chia sẻ thêm về bức ảnh hé lộ gương mặt quý tử thứ ba của mình. Theo nam diễn viên thì thời gian qua, anh không công khai là do nhóc thì còn nhỏ, nhưng anh cũng chưa tính công khai. Bức ảnh đầu tiên về quý tử ở trên mạng xã hội là do ái nữ đầu lòng đăng lên. Trong những dịp sinh nhật kỷ niệm quan trọng, nam danh hài cũng luôn mang đến cho bà xã Quỳnh Quỳnh những điều bất ngờ và lời chúc ngọt ngào, nhưng không kém phần hài hước. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc bình dị của hai vợ chồng nhà Lê Dương Bảo Lâm, khán giả không khỏi xích xoa ghen tị. Không những vậy, trong một lần đi quay xa, nam danh hài còn tranh thủ gọi điện hỏi thăm vợ và các con. Dù trời đã khuya, khi Quỳnh Quỳnh mang thai nhóc tỷ thứ ba, anh cũng luôn bên cạnh chăm sóc và tạo cho vợ một tâm lý thoải mái. Dù hài hước lầy lội là vậy, nhưng Lê Dương Bảo Lâm luôn thấu hiểu sự hy sinh của người phụ nữ dành cho gia đình. Trên trang cá nhân của anh, không khó để tìm kiếm những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc đáng yêu của gia đình. Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh Quỳnh là cặp vợ chồng hạnh phúc nổi tiếng của showbiz Việt. Nam diễn viên dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Bên cạnh đó, cả hai còn đặt ra những quy tắc chung thú vị để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Người hâm mộ nhận thấy rằng bản thân là một người nghệ sĩ rất bận rộn trong công việc, nhưng Lê Dương Bảo Lâm luôn quan tâm yêu thương vợ hết mực. Dù chưa biết cách chọn quà tặng bà xã, nhưng hành động này cho thấy anh là một người chồng tâm lý của Phoebe.